À, đẹp luôn, còn này bụi luôn này bụi. Chúng tôi à. À. Rồi, cắm đầu thôi. Nữa mong có một tí anh em này. Không một tí không ra được. À rồi. Wow. Ui, cho bác xem cá ngon chưa? Quá đã, con này to. Bàn tay của em này các bác. Bự chưa? Tươi nhỉ, cá tươi, cá tươi, cá tươi. Này cá tươi luôn đấy. Ui, mấy cái túi này nào. Ôi, nay được hàng đẹp giờ dã man luôn anh em mà sướng quá. Lâu lắm mình ra đây cũng được nhiều chắc mày. Mọi lần đấy mình câu chỉ được khoảng hai ba con vừa vừa, hôm nay được bốn con to này. Ba con to, ba con to này, ba con to một con vừa vừa. Ui, nhà mình tắm con cày kìa. Mấy nay quá sần. Đấy con nhìn rõ không? Đề điện thoại nó không ấy mà nó cày áo đều quá nhìn này. Đấy bọn là cá bự này. Phê phê, này là quá quá phê rồi. Ui. Này vợ em được bữa chó chép rồi. Tổ tự nhiên. Nóng quá. Đi làm phải tranh thủ thay câu quá. Khi ngày mai mày bác nục để đánh ổ rồi. Đánh thần tay này đã phê này rồi. Hôm nay nó trở trời nữa, này mình bóc điện nó ấm cái là cá đen ngay. Nhưng quan trọng là trời ấm nữa các bạn. Đẹp. Rồi rồi, về 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 về. Ủa, hết mất mồi rồi không. Về rồi. Nhức hàng cho anh em xem nhé, quả đã quá. Dòng cá phê tích mù. Thành quả ngày hôm nay nên là cũng là đi vào lịch sử của cuộc đời em đi câu cá các bạn. Lịch sử của đời em đi câu cá được nhiều chép bự ngày hôm nay. Đó. Ui con này bự nhất này. Béo mú. Ui béo mú bự. Anh em thấy xem video hay hãy like ủng hộ nhiệt tình nha. Con này ngon chưa? Ôi vậy. Này được cháu cá chép này quá đẳng cấp rồi. Ôi anh em nhìn này. Vàng ươm ngon chưa? Này ra cho qua xem nhé. Vàng còn ngon à. Đó, vàng ươm. Đẹp luôn. Đừng đừng dẫy, đừng dẫy. Vì cầu này mới là cầu quá sướng, cần tay giật bóng phê phê. Đấy, cần tay giật phê hơn, cần đục nhiều để đánh được nhiều khi mai vác lục vào đánh các bạn. Mai vác lục vào đánh ổ cho nó căng. Đẹp quá. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo rồi em về đây. Ngon ngon. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của em nhé. Thì hôm nay em có một cái bài mồi tổng hợp muốn chia sẻ tới anh em. Một bài mồi thì nói chung là cầu tất cả các loại cá. Từ trôi này, chấm này, chép này, luffy này, cá sông, cá nước ngọt đều cầu hết. Nhưng mà có cái nhược điểm của bài mồi nói chung là nó hơi tốn. Vì loại mồi nó cũng đắt tiền nên mồi tự mua các nhé, mồi mua ngoài tiệm ấy. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu các bác xem cái loại mồi này. Các bác đánh kiểu gì cũng được cá. Câu đơn, câu lăng xê hay là câu lục ấy đều được cá hết. Đó, thì để cho các bác xem cái nguyên liệu của bài mồi nhé. Đó. Thì đây các bác này, đây là cái bài mồi nó là vô cùng nhạy mà người ta phối sẵn cho mình rồi, về chỉ việc là câu thôi. Anh em nhìn rõ không? Thực ra là em cũng không biết cái tên gọi của nó là gì. Đây. Đây được, nó chỉ ghi rõ là thức ăn hỗn hợp dùng cho cá này, tô phi điều hồng. Thật sự các bác là cái loại này em câu nhất được cả chấm đen này, trôi này, chép này, chấm trắng này, rô phi này, cá chê này. Đấy, em câu tất cả tất cả loại cá, nước sông, nước nợ, nước ngoại em đều câu hết. Và các bác đợt rồi có xem video những hàng to khủng của em ấy, em đa phần là trộn cái loại này nhé. Đó, thì câu vô cùng là nhạy luôn. Đấy các bác có thể đi tìm. Sao máy này em cứ nháy nháy ánh sáng nhỉ? Vậy cho nó đang bị. Đấy các bác có thể đi tìm theo thông tin của cái bao bì này thì mua, em thật sự các bác là mua cũng rất là khó đấy. Em tìm mãi nhà em cách khoảng 20 cây thì em mới mua được cái loại này. Đó, và cái một bao này các bác nhé, một bao này nó có 25 cân thôi. Nhưng mà nó hơn 400 nghìn một cái bao này cơ. Đó mà họ thường thường họ bán cả bao chứ họ không bán lẻ đâu. Đấy, đây nọ là có mấy anh em ở trong hội đấy, hay là mua hay là ship. Đấy thì mới gửi cho em thì em có dặn dò sẵn là
gửi em cả cái bao này thì em về em quay cho các bác xem. Đợt trước em lên kia mua may mắn quá thì cũng được người ta cho một cái bao về nó nhỏ lát quá nên mấy anh em nó ship hàng cho lại gửi cho chúng nó còn nhắn nhủ một chút thì nay mới quay cho anh em xem được. Đấy thì đây nguyên liệu em nhé, em lấy để các bác nhìn rõ cái bao bì nó như thế này nhá. Đó, 410.000 một bao này. Thì trên thị trường nó có nhiều loại lắm. Đây là hôm nay em cũng hỏi nó có loại AC này, loại con cò này, cũng có mấy loại cơ. Thì loại này hầu như là loại đắt nhất đấy. Còn mấy loại kia nó rẻ tiền thôi. Nó cũng nhìn hình thức thì nó như nhau nhưng mà nó rẻ tiền hơn. Đấy các bác nhìn này. Đấy cái cám này câu rất là hay. Bỏ ra cái nó có mùi thơm ngay. Thì anh em đi câu đơn, nếu mà câu đơn ấy chỉ cần đập dập cái này bóp cái bột mì ấy cho nó dẻo dẻo ấy là đi câu ok ngay, nên hàng ngay. Đấy. Còn bình thường em đi câu lục thì em đập cái này em trộn mấy mồi ủ của em hoặc là trộn mấy đất sét để em ném tạo ổ. Đó, hoặc là em thả ổ bằng mồi ủ chua để dụ cá vào xong rồi em câu bó mồi bằng riêu ngoại này với bột mì. Cực kỳ là nhạy. Trong quãng thời gian vừa rồi em đi câu ấy, trôi này, hầu như trôi toàn trôi to đây. Đấy mẹ chép chấm đen. Cho các bác theo dõi video của em thì biết đấy. Em đa phần là trộn được cái loại này thì nên hàng rất là ok. Nên hàng rất là ok. Đây là chùm cuối của tất cả các loại mồi các bác nhé. Không có cái loại mồi nào câu có thể nhẹ bằng loại mồi này và tổng hợp được bằng cái loại mồi này đâu. Không tin các bác thử mua về và vào đi câu thử xem. Nhiều anh em bảo đi câu giun là dễ ăn cá nhưng mà không, câu giun không thể nhạy bằng cái này được đâu. Bởi cái này nó tụ được cá cơ, câu giun các bác không tụ được cá đâu. Đấy, nếu mà các bác nào mà tìm được cái bài mồi nào mà có thể nói chung là nhạy hơn bài mồi này thì em nghĩ là không bao giờ có. Thứ hai là cái loại mồi này đi câu rất là kiểu như là mình dễ phối mồi ấy, đập phát cho mày cho tí bột mì cái là đi câu được ngay. Đấy, ví dụ như bình thường em có cái đống này nhá, muốn thì câu đơn nhá. Anh đập ta cái em xách đồm đi ngay chứ không phải đi cuốc giun hay là không phải phối trộn gì nhiều. Đấy, rất là dễ làm. Hạt này cá ăn cực kỳ nhạy. Nếu mà anh em không tin ấy thì nên xem người ta hay cho cá bằng cái loại này ấy. Cá nhau nhau lên ngay và em đi câu thì lên hàng liên tục, nói chung lên hàng liên tục. Nếu mà các bác làm sử dụng bài mồi này mà không lên được cá đấy thì em thật là chỗ các bác không có cá hoặc là kích điện nó hành hoành nhiều quá rồi cá nó không dám vào bờ ăn mồi thôi. Đó. Đó, thì nói chung là đợt này em được nghỉ cũng mấy tuần cơ, thời gian rất là nhiều nên là em sẽ đi câu chủ yếu bằng loại mồi này mà nó ra thật nhiều video hay cho anh em xem. Đó, thì đây em giới thiệu các bác là em câu nhoe nhoét, video em quay rất là nhiều rồi. Đây, em đang làm ít đồ đây, với mới làm được quả phao thì tí đánh đồ cần các bác. Chiều nay em mới đi, chiều nay khả năng mưa em đi đánh cho nó nhạy. Qua này mới chơi quả móng ngựa 12 đang buộc lại ninh. Phao này em tự chế luôn để đi đánh ổ đầu cần, em đánh bằng cần đơn mà em chơi lấy nục. Còn phao bỏ 10 to quá, nhiều anh em đây các bác video em thì nói chung trong máy em bây giờ nó còn nhoe nhoét ra nhưng mà em chưa thời gian để làm cho anh em xem. Nhiều anh em hóng video lắm rồi nhưng mà chưa thời gian làm thì, cho tí em sẽ lồng một đoạn cá này vào cho các bác xem các bác nhá. Đâu nhỉ? Đây, mồi đấy của em các bác này. Đánh duy nhất bằng mồi hạt viên, đây gọi em hay gọi là mồi hạt viên, còn người ta gọi kiểu thức ăn cho cá đấy. Chắc là tí em sẽ ghép cái đoạn này vào cho các bác xem. Đó, những đoạn em dòng cá này. Nói chung là đã lắm. Qua nhìn là phê không? Hôm nay em được 6 cân. Hơn 6 cân loại dolphin con em thả hết. Những cái đoạn nào em dòng cá. Đây con này. Ấy à. Tổng cá chép, nói chung là video này em làm ra bây giờ em có khoảng 7 8 video nữa mà em chưa làm được các bạn. Làm video nó tốn công mà tốn thời gian lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nó mất nhiều thời gian. Có anh em nhìn phê chưa? Tua bác xem này. Đấy à, chép vàng ươm. Đi câu là còn thấy phê chứ nói là bài mồi rất là nhạy. Con này nói chung là cũng tương đối là to. Thì tí nữa chắc em ghép cái đoạn này vào cho các bác xem sẽ có thích mắt. Đấy còn ở trong đây còn 7 8 video nữa em chưa thể làm được. Các bác nhìn này, câu rất là nhiều.
Phần nào video nó tốn thời gian lắm. Bình thường em làm một video nó mất khoảng 5-6 tiếng mới xong một video cơ. Em dùng Premiere cắt ghép rất là lâu, rất là lười, mà bây giờ bản thân em chỉ thích đi câu nên là đa phần là đi câu là chính. Rồi bây giờ khi nào em sẽ ghép một số video mà em đã lên hàng được từ những cái bài mùa này các bác nhá. Đây, nhiều anh em ở trong kênh thì cũng biết rồi, các bác đã từng xem video của em rồi thì chắc là chỉ cần theo dõi đây thôi. Còn những bác nào chưa biết công dụng của bài mồi ấy thì em muốn ghép những cái đoạn video trước em đã câu được cá vào cho các bác xem. Đấy, chấm đen này, trôi này, toàn trôi khủng luôn. Đấy, cho các bác xem cho đã mắt và chứng minh được cái sự hiệu quả của bài mồi này các bác nhé. Chắc nhiều bác không biết cái loại này ấy nhỉ? Loại này chắc nhiều bác em thấy cũng biết rồi. Cái này là cái phê này. Đấy. Đấy nhỏ này. Rồi, xong rồi cho vào mồi hũ này. Mồi hũ của em này nhão luôn đấy. Chó này nó thấm nó khô đấy. Cái này kìa đánh ổ và bó mồi thì đẹp. Cả thảo ổ cả bó mồi thì đẹp. Nhão vào ngoài cái để nó khô đi. Nghe gì đây? Đấy, cái này nó phê. Cái này nó không phải cái loại thính tàu. Nhiều bác bảo thính tàu nó độc, em không biết nó độc như thế nào. Nhiều bác bảo câu xem thính tàu nó độc. Đấy, làm thêm một ít này là em cầm thêm ít bột cắm gạo với bột ngô bác nhé. Bột cắm gạo cho mồi nó khô để nó nắng được xuống đáy. Cho mồi nó khô để nó nắng được xuống đáy. Mình để mồi nó ẩm ẩm, anh em thả nó tan hết mất. Đó. Em thả cả ổ lẫn đánh bó mồi luôn. Như vậy nó chắc ăn. Đánh gần bờ anh em nhé. Được sầu lắm. Mọi nhìn này. 5-6 mét. Ra ngoài cái mất hình phao này. Đấy, mọi nhìn này. Đánh rìa rìa thôi, ra ngoài phao mất hình ngay. Rồi, này đánh là đẹp. Thấy bác nhìn chưa, mất hình ngay. Sợ. Thả lông lông tí nữa. Đó, vừa tầm anh em ạ. Rồi quá trình thả ổ các bác nhé. Thông thường thì mình thả ổ này khoảng nửa tiếng cá nó vào cơ. Rồi các bác cứ thả xong ngồi hút điếu thuốc hay ngồi uống. Có nước thì mới thả mồi, đã thả lưới nào cũng rất ok. Thôi nhìn. Mồi đập dọc là nhuyễn, em thả nửa mồi cũng kêu vào bây giờ. Chơi một cục to to này, câu cho nó chắc ăn. Bò đánh vào chắc ăn anh em. Ở ngoài kia ngoài sông tàu bè chạy nhiều quá nó hơi ồn anh em thông cảm nhá. Tàu bè chạy nhiều quá nó ồn. Là một quả như thế này. Câu thì đẹp luôn đấy. Thank you.
Vâng. Nó cắn rồi mà chưa giật chết con nào chứ ạ. Vừa nó cắn rồi chưa giật chết con nào. Câu ngắn thao thôi. Vâng, cháu câu điều bờ ngắn ngắn thôi, câu ngoài sâu nọ, câu sâu này cũng cắn. Câu ngắn ngắn này. Vãi gắn đi ạ. Vâng, cháu vào vãi cho nó đến. Nhiều khi cũng gắn nào nhé, dài nhé. Ôi ôi. Úi đóng ống rồi. Trôi trôi trôi. Vâng, trôi trôi to. Ôi. Ôi. Bắt à? Không bắt đầu, không bắt đầu gọi. Bắt à? À, nó đóng mang. Trời. Không bắt được con này, cháu câu không thể mất được. Trôi cũ. Ôi giời. Sướng thật. Ừ, các bác nhìn máy zip sướng chưa. Trời. Trời củ. Đẹp phao rồi. Đẹp phao của chúng tôi à. Sướng quá. Chó quần lúc nào mệt ngay mà. Chạy đây ra. Ủa bỏ chưa. Quần tí mệt ngay không. Thế làm sao là của chúng tôi. Đây chứ. Nó bắt chuột nhưng mà nó nhỏ. Đây làm sao là của chúng tôi. Chú giữ cháu cần để cho vợ con này ăn. Đẹp quá. Rồi nó mà rơi hết đi, máy móc á. Đang cầu cắm đây. Ủa, thầy của lỗi. Không có gì nói rồi ta. Lỗi đây rồi à. Kéo thịt chay cho nó. Con mắc cây đó con. Bỗng mang. Còn quần máy không? Còn cháu lôi. Nhưng mà nó mắc ở dưới này. Mắc dưới. Mắc ở dưới rồi. Lôi cây hết rổ lên. Lôi. Cháu vứt quần áo cho. Để mày vọt cái đầu cây vào mày lôi. Rồi. Cái này lôi từ từ thì nó lên ngay mà. Ba hậu hứng phải. Rồi. Nó ra rồi, cứ bình tĩnh. Đâu cứ bình tĩnh. Đó là làm này còn cái này rồi. Đã em sao rồi. Hãy làm sao rồi của chúng tôi. Chơi cua tổ. To nhá. Ui con này to thế. Cho này giữ cái dấu ớt nó dậy mất. Vâng. Béo thế. Ui. Anh em chơi cụ tổ này. Béo chưa? Tổ chưa? Thế là phê. Câu lên lục. Tổ chưa? Ôi. Cảm ơn chú nhé. Quá. Ui, anh em nhìn phê chưa? Ở chơi cụ quang này, phê chưa? To chưa từng thấy. Đây là một trong những con trôi mà em thấy là to nhất từ trước đến nay em câu được các bác nhá. Ý các bác nhìn chưa? Câu chơi cụ luôn. Béo thế.
Ui, béo quá. Đẹp chưa anh em, nhìn cá cá đẹp chưa, móc đúng một chút vào vào vảy này, cá trồi chùi điền đẻ phát sướng thật đấy. Wow, này có video đẹp cho anh em xem rồi, sướng nha. Ô, cái túi thì túi của em nó hơi bé các bác ạ, túi hơi bé, cá thì to mà túi thì bé, cá thì to mà túi thì bé. Ui, mang cái mũi thả anh em nhé. Mày này có người hỗ trợ bắt con này không, mình em cháu không bắt được. Wow, đây rồi, ui rồi ôi, ôi ôi, hàng khủng hàng khủng, hàng khủng, ui rồi ôi. Ôi giời. Đây rồi. Ui giời ơi. Ôi giời. Hàng khủng, hàng khủng. Hàng khủng. Ui giời ơi. Ôi giời. Chạy đâu. Chạy đâu em ơi. Hàng khủng, hàng khủng. Hàng khủng ơi. Chạy đâu. Ôi. Chạy đâu em ơi. Ở hàng hàng em ơi. Ai da. Ai da. Hàng rồi, hàng rồi. Hàng rồi các bác ơi. Ui, hàng rồi anh em ơi. Chơi chơi cũ, chơi cũ, chơi cũ. Ui. Ấy. Chơi cũ to rồi. Chạy đâu chúng tôi, đánh đầu cần hay thế nhỉ. Ui, cầm cần bác nhìn cần commando này cứng cứng đờ luôn. Chạy đâu chúng tôi, đóng đuôi, đóng đuôi, đóng đuôi. À, chạy đâu chúng tôi. Ui ui, hàng đẹp anh em ơi. Cần commando đóng. Các bác nhìn cần cần commando đóng cứng đờ luôn, câu cá mày xong về chưa. Phê quá các bác ơi. Ui, nó đóng vào đuôi, đóng đóng vào đuôi. Ui giời ơi, đóng đúng đuôi. Trôi 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 cụ. Ui bác ơi, đóng mũi lưỡi, đóng mũi lưỡi. Chết tôi rồi. Không có vật. À đây, vật 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 đây. Ui. Ui, chết rồi bác ơi, vật còn chưa tháo. Ui. Chưa tháo vật, chưa tháo vật. Này mà cả kéo mất, kéo mất. Rồi. Đây rồi. Ui trời. Chuối cụ. Cá cụ rồi anh em ơi. Có mỗi mình, có mỗi mình giờ là phải làm sao bây giờ. Ui trời. Mỗi mình. Dậy à. Ui. Có mỗi mình phát đuôi các bác này. Cho trùng dây để cô nó vào. Trùng dây để cô nó vào. À. Ui, tí mất, kháo mất, kháo mất. Trùng dây để cô nó vào, không còn là con này dễ là mất. Ui ôi. Ui ôi anh em ơi. Ui ôi anh em ơi, chơi cũ rồi, chơi cũ anh em ơi. Ui ôi. Sướng, sướng, sướng quá. Ui, sướng quá anh em ơi, đóng mũi nữa ấy. Ui, cầu cá ngoài sông sướng chưa. Mày cá trôi cái gì ấy nhỉ. Ui. Ui, con này nó mệt lắm rồi đấy các bác ạ. Ui, đúng chùa điền không ấy. Đóng mũi tí vào đuôi.
Ôi các bác ơi, sướng quá, này em câu sướng quá. Ui, phải trôi không nhỉ? Ui con này các bác nhìn thấy cá thiên nhiên nó trắng mà nó đói chưa. Ôi sông nước nó đứng lạ các bác này. Ui, em này em đẹp nhất hôm nay rồi em ơi. Ui sướng quá bác ơi, mỗi mình em vớt được con này lên em tưởng nó mất đấy, đóng một phát mỗi tí vào đuôi em tưởng mất đấy. Ui, đẹp quá anh em này, cả thế giới bỗng chốc thu bé lại một con cá. Đẹp quá, chuối trắng nha, chuối trắng không phải chuối đỏ anh em này. Ui, chụp em nó kiểu ảnh nó phê quá, phê tít to lò. Chụp kiểu ảnh nào đây rồi, đẹp bao nhìn to chưa. Bàn tay của em là con này phải dài bao nhiêu rồi, bao nhiêu bàn tay của em con này vào bao nhiêu, 2, 4, 10, 50 cm, con này phải dài 50 cm. Đẳng cấp này, nói các bác đẳng cấp. Ui cầu sông nước lợ các bác nhá, đẹp quá. Vậy chờ em đóng mỗi con dolphin con thì được con này. Sướng sướng quá, khéo phục mất. Anh em thấy đào quả đẹp không? Đấy, anh em thấy nó đào quả đẹp không? Vào phát cái tụt pháo đóng kình. Cá chồi khang kéo dã màn sướng thật đấy. Sướng chưa anh em này? Úi dồi ôi, sông nước lợ anh em này, phê chưa? Cá đẹp, cảnh đẹp. Phê quá. Sướng nha. Tươi luôn. Công nhận các bác chìm ngưỡng cá kéo sướng thật đấy. Vòng vèo 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 vèo. Mượt mượt. Ngon 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 ngon. Thôi cho vào rọ đã. Nó có trọng bắt rồi. Ôi giời, này còn tí mồi em đi vét vừa thả cái kia, thả ổ con này. Còn một ít mồi để bó này con này. Thả hết ổ rồi. Đóng được con cá này sướng quá. Đúng là cái cắm viên này đánh trôi hay thật các bạn. Mấy này em toàn được trôi liên tục, cắm viên mới cắm ổ hòa chung mẹ nhau nhá. Cộng thêm em phối thêm mấy cắm gạo đây bạn. Đấy cắm gạo này, cắm ngô ổ này, mẹ cắm viên này. Đánh sướng quá. Lên cá rầm rầm luôn. Ui đã tay này, kéo vặt đã tay con này. Ui sướng thế nhỉ. Toàn trôi củ luôn này, phê. Phê quá bác, cho nó vào dọ đã. Tiếc quá các bác ạ, hôm nay đi câu này cá to lắm, tiếc quá hôm nay được không quay video. Sướng quá, nên thử một bữa ốc thì thử cái chỗ này, cái mương em không nghĩ là được con chấm đen to như này. Tao đi câu chơi là không quay video phía quá. Này câu đơn các bác nhá. Câu đơn chứ không phải câu lục. Mà ngày em vẫn quay video câu lục này, em câu đơn. Ám màn đấy, bắt thằng lên rồi mới dám quay video mà sợ mất. Sướng. Đấy, đi. Con này tí về thịt thôi.